ngôi nhà trước màn hình quý vị và các bạn được thiết kế mới, độc lập với kiến trúc 4 tầng kiên cố, kiểu dáng hiện đại, xây dựng trên nền đất có diện tích là 48m2. Mặt tiền của ngôi nhà quay hướng đông nam. Dãy nhà gồm 5 căn và đang trong quá trình hoàn thiện, có thể thay đổi nội thất theo yêu cầu của khách hàng. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế là phòng khách với diện tích khoảng 25m2. Cầu thang có vị trí ở giữa nhà. Mặt cầu thang ốp đá, tay vịn được làm bằng gỗ. Lan can được làm bằng kính cường lực, tạo điểm sang trọng cho căn nhà. Phía cuối nhà là không gian của bếp và phòng ăn. Mặt bếp được ốp đá, tủ và kệ bếp được làm bằng gỗ tự nhiên. Nhà vệ sinh tầng 1 có vị trí dưới gầm cầu thang. Theo hướng hồ thang đi lên, mời quý vị tham quan tầng thứ 2 của căn nhà. Phòng ngủ thứ nhất có vị trí ở phía sau nhà. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ hai. Một cửa sổ lớn được mở hướng ban công, giúp cung cấp ánh sáng và không khí thoáng tự nhiên cho cả căn phòng. Đứng ngoài hai căn phòng là nhà vệ sinh, được chủ nhà lắp nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Cầu thang tiếp tục dẫn quý vị và các bạn tham quan tầng thứ 3 của căn nhà. Phòng ngủ thứ 3 có vị trí ở phía sau nhà và được thiết kế giữa căn phòng thứ nhất. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ tư, được thiết kế giống căn phòng thứ hai. Phía ngoài hành lang là nhà vệ sinh chung với nhiều trang thiết bị hiện đại. Cuối cùng là không gian tầng thứ tư, cũng là tầng thượng của căn nhà. Phòng giặt, sân chơi có vị trí ở phía sau nhà, được chủ nhà lắp đặt hàng rào sắt kiên cố và an toàn. Ngay hướng cầu thang đi lên là phòng thờ, đây chính là nơi cao nhất và tôn nghiêm nhất của ngôi nhà. Phía ngoài phòng thờ là ban công thoáng, không gian mở, thích hợp cho việc tập thể dục hoặc trồng tiểu cảnh. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông, an ninh tốt, giao thông thuận tiện, không gian xung quanh thoáng mát, yên tĩnh.